Rồi, chào lại các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại kênh Đặng Tín Audio. Tiếp tục các video. Thì hôm nay bên Đặng Tín Audio tiếp tục test những chiếc đẩy BD Audio 4260 lên đường thì các bác. Và hiện tại cái dòng đẩy BD Audio 4260 này, hàng 3 kênh này, hiện tại số lượng hiện tại em còn rất ít nha. Em nhắc lại các bác là số lượng hiện tại em còn rất ít cho bác nào nhanh tay. Thì đây là dòng đẩy 3 kênh mà em đã giới thiệu và rất quen thuộc với em. Sau thời gian gần đây em bán rất nhiều cái dòng 3 kênh 4260 này. Thì được các bác ủng hộ rất nhiều. Mọi xin cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc tin yêu ủng hộ Đặng Tín Audio nhá. Mỗi bác để cho bên Đặng Tín Audio xin một like và nhớ đăng ký kênh màu đỏ dưới cho em nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Thì đây, đang chiếc đẩy này sẽ được lên đường cho các bác. Và đấy, em nhắc lại là số lượng em không có nhiều đâu. Đẩy 3 kênh. 3 kênh nhá, chính hãng bãi xịn luôn, còn rất đẹp, có những cái mặt này. Và những cái mặt của nó đã đủ đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Thì đẩy này công suất là 600W một kênh. 600W một kênh. Kênh A, kênh B này. Các bác thể đánh cho em một đôi 30 và một đôi 25. Kênh C này có đánh cho một xúc đơn 50 hoặc đánh một đôi loa lời, loa center vào đây. Thì như em đã nói, cái tiện ích khi mà dùng đẩy 3 kênh này, nó rất hay. Là khi mà dùng đẩy 3 kênh này thì bác muốn nâng cấp lên xúc hơi thì bác có cái kênh C để đánh xúc hơi hoặc loa center mà đánh vào đây. Còn kênh A, kênh B bác đánh loa full, loa lời bình thường. Đấy, rất đẹp luôn. Có hãy xem hết video hộ em nhá. Có bỏ ra một vài phút xem hết video cho em để tránh trường hợp có cái không xem tua đi tua lại, để nó hỏi đi hỏi lại rất là mất thời gian. Và cho bác xem luôn ruột gan đằng sau nó không có gì cả, đằng sau nó chỉ còn ba cái đường vào ba đường ra thôi, rất đẹp. Thì con đẩy này em nói rồi, nó còn rất là đẹp luôn. 3 kênh đây mà nhìn này, nguồn này nó chạy 2, 4, 6, 8 tụ và có 2 tụ lọc nguồn nữa, tổng cộng nó có 10 tụ con này. Đây 6 cho một kênh nhá. Ưu điểm một con đẩy này này, nó sẽ có hai cái vỉ này. Đây là hai vỉ lọc tín hiệu vào nên tiếng của dòng đẩy này rất là sạch sẽ. Vì em chắc chắn rất nhiều bác đã mua con đẩy của em về các bác chơi chưa bác lọc chê một điều gì vào khen cơ con đẩy cực kỳ hay. Và ngày hôm nay em báo giá luôn con đẩy này cho bác luôn này, 3.800.000 một con, giá vẫn là giá cực kỳ tốt cho bác chơi rồi. 3.800.000 một con đẩy 3 kênh như này, nó mức giá cực kỳ tốt, em dám khẳng định là giá cực kỳ tốt cho bác trên thị trường. Được chưa? 3.800.000 con đẩy này em bao ship và tặng đầy đủ giấy giác quyền các bác, không thiếu một cái gì. Mua hàng bên em có biết rồi, sẽ tặng đầy đủ giấy giác, không thiếu cái gì cho các bác đâu. 3.800.000 một con này em bao ship nguồn này. Rất đẹp nhá, rất đẹp luôn. 2 4 6 8 và 10 tụ cơ. Chạy 4 quả gió, bác lưu ý này. Đối với dòng đẩy 3 cây này này, là cái quả gió từ 5-10 nó chạy khoảng 10-15 phút bắt đầu nó nóng công suất thì bắt đầu quả gió mới chạy nhá. Đấy là chế độ thông minh, là chế độ nó có cảm biến. Là nóng là quả gió mới chạy, không nhiều bác đã cứ tưởng là quả gió nó chết thì không phải. À cái này khi chạy nóng lên, quả gió bắt đầu nó mới chạy. 3.800.000 một con này bao ship với mức giá cực kỳ tốt rồi. Thực sự cái tầm giá em nói các bác, tầm giá như này là tầm giá cực kỳ tốt cho các bác nào chơi. Đấy tầm giá như này là tầm giá cực kỳ tốt để các bác nào chơi. 3.800.000 một con em bao ship. Đấy 3.800.000 một con em bao ship và tặng đầy đủ giấy giác quyền các bác, không thiếu một cái gì. Mua hàng bên em có yên tâm là có tất cả giấy giác, không thiếu cái gì cho bác luôn. Đây. Được chưa? 3.800.000 con này, em bao ship. Đấy, đặc biệt có hai vỉ lọc nguồn này này. Hai vỉ lọc tiếng cực kỳ sạch sẽ. Đấy, 6 cho một kênh. Đây, tiếp qua chất âm một tí nhá. Được chưa? Đây. À đây, em cho các bác xem lại một lần nữa này. Đây. Đây tất cả sò nằm bên này. À cái sò nằm bên này, tiếng nó rất là sạch. Riêng dòng đẩy này em nói rồi, không sạch không hay, không lấy tiền. 3.800.000 một con em bao ship nhá. Tất cả mà là chốt thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho qua số điện thoại 0916957808 cho em. Tất cả mà là chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Số lượng hiện tại không còn nhiều. Đấy em nhắc lại các bác là số lượng hiện tại đấy. Em chỉ cần nói các bác là không có nhiều đâu, vì cái dòng này về đến đâu này em hết sạch cái đấy. Em còn đang cháy rất nhiều hàng dòng này. Đấy 3 kênh rất là tiện ích. Đối dòng 3 kênh em nói rồi, nó rất là tiện ích. Mai sau bác muốn nâng cấp thêm súp hơi, bác cứ đánh vào đây. Đấy mà giá rất hợp lý, 3.800.000 một con thì giá thực sự quá là. Cái tầm giá để 3.800.000 một con thì nó quá là hợp lý rồi. Đúng chưa? Đây tiếp qua cho đâu một chút nhá. Tiếng rất là sạch sẽ luôn. Đây. Ồ
Ok, em vừa test qua chất âm một chút thôi. Đấy, em bao cho bác tiếng con dòng này sạch sẽ, cực kỳ hay. 3.800.000 một con để bao ship. 3.800.000 con để ba kênh thì em bao ship. Được chưa? Cái tầm giá để các bác ơi. Nó quá hợp lý, có chơi 3.800.000 một con em bao ship nhá. Rồi và xin chào tất cả các bác. Mọi thứ mua hàng liên hệ cho số điện thoại 0916 957808. Xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại tiếp theo nhá.